Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phát lệnh khánh thành đồng loạt 4 dự án giao thông trọng điểm quốc gia, gồm cảng hàng không Điện Biên, cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ, cầu Mỹ Thuận 2 và cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ. Buổi lễ được tổ chức trực tuyến tại 4 điểm cầu Điện Biên, Tuyên Quang, Vĩnh Long và Tiền Giang. Tại điểm cầu Vĩnh Long có sự tham gia của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu, đồng chí Nguyễn Duy Lâm, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành trong vùng. Phát biểu tại lễ khánh thành cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ, ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long cho biết, hai dự án cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ và cầu Mỹ Thuận 2 đưa vào khai thác. Bên cạnh việc giúp giảm áp lực của cầu Mỹ Thuận hiện hữu và giao thông quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh, giảm chi phí logistics và rút ngắn thời gian vận chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Vĩnh Long, hai dự án sẽ giúp tỉnh tạo ra dư địa, không gian phát triển mới, động lực tăng trưởng mới, đẩy mạnh thu hút mời gọi đầu tư, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2025. Tỉnh Vĩnh Long sẽ tập trung để huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội của địa phương, phát triển hạ tầng các khu cụm công nghiệp của tỉnh, khu đô thị, khu dịch vụ du lịch trên các hàng lan kinh tế, theo hướng là xanh và bền vững, đồng thời đầu tư các tuyến kết nối với tuyến cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ theo quy hoạch để phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ giai đoạn 1 đi qua địa phận tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Đồng Tháp, được phân kỳ đầu tư 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h với tổng mức đầu tư hơn 4.800 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận làm chủ đầu tư. Thưa quý vị, hai dự án cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ và cầu Mỹ Thuận 2 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc kết nối đồng bộ các dự án cao tốc từ thành phố Hồ Chí Minh về Cần Thơ cũng như các tỉnh miền Tây. Dự án cao tốc Mỹ Thuận đưa vào khai thác có chiều dài 23 km khi nối trực tiếp với cầu Mỹ Thuận 2 dài gần 2 km bắc qua sông Tiền, rút ngắn đoạn đường di chuyển từ trung tâm kinh tế thành phố Hồ Chí Minh về Cần Thơ chỉ còn 2 giờ đồng hồ so với gần 4 giờ đồng hồ như hiện nay. Cầu Mỹ Thuận 2, cây cầu mang thương hiệu Việt Nam do đội ngũ các kỹ sư, công nhân Việt Nam thực hiện từ khâu thiết lập dự án, thiết kế và cho đến thi công. Về 4 dự án quan trọng của ngành giao thông vận tải được khánh thành trong sáng ngày 24 tháng 12, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết 4 dự án sân bay, cầu lớn qua sông Tiền, đường cao tốc ở hai đầu đất nước có tổng số vốn đầu tư gần 18.000 tỷ đồng. Và đây là dấu mốc lịch sử, lần đầu tiên tổ chức khánh thành 4 công trình giao thông trọng điểm trong cùng thời điểm bằng trực tuyến. Cũng rất xúc động là những cái ngày nghỉ Tết, những cái ngày nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật, anh em đều trên công trường. Có lúc thì nắng, có lúc thì mưa, có lúc bão gió, có lúc thì dịch bệnh. Nhưng mà tất cả đều một ý chí, tất cả vì cái lợi ích quốc gia dân tộc. Trên hết, trước hết, tôi đánh giá rất cao cái tinh thần này. Mà với tinh thần này thì nó với sự lan tỏa và truyền cảm hứng của các chủ thể đã làm việc như thế này thì tin chắc là các cái dự án tiếp theo thì chúng ta sẽ có cái cơ sở, cái nền tảng, cái điều kiện vững chắc để chúng ta hoàn thành được cái mục tiêu mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đã đề ra. 4 công trình đưa vào sử dụng khai thác từ hôm nay, góp phần đưa kết quả từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã có 730 km đường cao tốc Bắc Nam phía Đông đưa vào khai thác sử dụng, nâng tổng chiều dài đường cao tốc cả nước đến nay lên gần 1.900 km và đang thi công gần 1.700 km cao tốc kết nối Bắc Nam và các cao tốc kết nối Đông Tây. Kết quả này hướng tới hoàn thành vượt mức nghị quyết đề ra là đến năm 2025 có gần 3.000 km đường cao tốc và đến năm 2030 kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng sẽ có trên 5.000 km đường cao tốc. Tập trung khai thác cho có hiệu quả, nhất là các tuyến cao tốc, rồi các nút giao như thế đã hợp lý chưa, rồi cái khai thác thế nào cho nó có hiệu quả các cái tuyến đường cao tốc đi qua. Và vấn đề rất là quan trọng là xem cái đời sống của nhân dân, khi người ta nhường cơm xẻ áo, khi người ta nhường cái nơi ở, nơi kinh doanh, nơi sản xuất, nơi sinh kế của người ta thì còn có gì khó khăn, với một cái nguyên tắc là cái nơi mới thì phải tốt hơn cái nơi bằng và tốt hơn cái nơi ở cũ của nhân dân. Nghi thức khánh thành 4 dự án giao thông lớn đã được tiến hành đồng loạt tại 4 điểm cầu. Dự án cầu Mỹ Thuận 2 và tuyến cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ, các phương tiện sẽ chính thức được lưu thông bắt đầu từ 7 giờ ngày 25 tháng 12 năm 2023.